Để trở thành bác sĩ thẩm mỹ thì mình phải là bác sĩ, nhà bác sĩ đa khoa. Thời gian này mình phải học khoảng 6 năm. Sau khi mình đã tốt nghiệp bác sĩ đa khoa rồi đó, thì có nhiều cái hướng để mình được làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu tiên chúng ta có thể thực hành tối thiểu 12 tháng và phải có một cái chứng chỉ thực hành chuyên, chứng chỉ hành nghề thực hành chuyên khoa ngoại hoặc là gần ngoại để mình được đi học chuyên khoa 1 hoặc là cao học chuyên ngành phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ. Thì sau khi học 2 năm của chuyên khoa 1, chúng ta sẽ được một cái chứng chỉ hành nghề hay sau này gọi là giấy phép hành nghề của chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Sau khi chúng ta có được thì chúng ta được quyền làm độc lập chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.